Cả nhà nè, chào đi về. Bye, bye chứ không phải chào. Bye. Rồi, kéo ra. Sao ông đi bên này, ông đi đó? Tiền cho nó. Ồ, bán cây phải không ông? Bán cây táo nè. Chào các bạn, chào cả nhà. Hôm nay là đi mua phân. Hất cái đó lên trên. Chắc giờ lấy cái đó ra, trầy xe hết.